Bất động sản Đất Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một miếng đường sầu riêng cực kỳ đẹp anh chị ha. Vị trí là mặt tiền đường nhựa luôn chị. Ở đây có điện nước, cáp, wifi, có đèn đường đầy đủ hết anh chị ha. Ở đây mình xài nước ngọt quanh năm, không có mặn cũng không có nhiễm phèn luôn, nên anh chị và cô chú mình cũng rất yên tâm vấn đề đó ha. Đất mình hiện tại là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Còn nếu mà anh chị muốn lên thổ cư á thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình lên thổ cư nha. Với ngang mặt tiền đường nhựa này á là 17m7 nha anh chị ha. Chiều sâu á là 51m nha. Lên tổng diện tích á là 902m2 nha anh chị. Anh chị đi thẳng đường này á là di chuyển về đường huyện 65 anh chị ha, là khoảng 3km anh chị ha. Còn cái hướng ngược lại là anh chị đi hướng về ra đường tỉnh lộ 868 anh chị, khoảng là 1,5 cây số là tới chị ha, là đi thẳng đường này. Còn ở đây mình về đây mình cắt cái nhà mà đi chợ anh chị, thì ở đây có cái chợ gần nhất đây là anh chị đi ra khoảng là 2km là có chợ, có tiện ích như là trường học, trạm y tế, ngân hàng đầy đủ hết anh chị ha. Mình đi thẳng đường này anh chị nha. Ở khu vực này thì dân ở rất là đông chị ha. Ở đây về mình cất nhà ở, mình có thể mình kinh doanh, buôn bán được anh chị ha. Tại đường nhựa này có khoảng là 5m, rất là rộng anh chị thấy không? Ở trên có đèn đường anh chị không? Ở đây mình về cất nhà, ở đây có trụ điện nhà nước anh chị. Mình kéo điện vô rất là gần anh chị ha, đỡ tốn chi phí nè. Còn cái nước á, nước tên á, của nhà nước á, thì nó nằm ở ngoài dưới cái đất dưới đây. Đó, thì nhà nước kéo vô rất là tiện cho mình, đó, không cần đi kéo xa anh chị ha. Rồi quay đối diện nhà mình đây anh chị, rất là đông. Đây là hàng xóm của mình anh chị ha, rất là đông nhà anh chị nha. Nếu mà anh chị ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh đó chị, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, về tới đất mình cần mua là 88km là tới anh chị ha. Anh chị có xe ô tô, xe tải gì đó, mình tới vị trí miếng sầu riêng của mình luôn anh chị nha. Còn ở đây thì cách thành phố Mỹ Tho anh chị là khoảng là 33km là tới rồi. Đây là cái vị trí được trực tiếp lên để cho anh chị nắm rõ thông tin chính xác ha. Nhiều lúc anh chị về đây mình xem đất của mình cần mua cho dễ chị nha. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây một miếng đất anh chị thấy không, vuông vức rất là đẹp anh chị, có hàng rào ranh giới hết anh chị ha. Tính từ cái chỗ bức tường cao khoảng là 2m anh chị, bên tay trái nè, qua bên tay phải mình là 17m7 anh chị ha. Nhưng mà tâm sổ là 18m2 anh chị, nhưng mà do cái phần đường này nè anh chị thấy không, có đường ra này nè. Lúc trước thì chủ cho dân ở trong đây đi nên là chỉ còn có 17m7 thôi. Nó rất là cụ thể chi tiết để cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Rồi để em chỉ góc bên tay phải luôn để cho anh chị mình thấy cái rõ cái ranh giới anh chị ha. Cái sầu riêng này là trồng được khoảng là 8 năm tuổi anh chị ha. Sầu riêng này là sầu riêng là ghi 6 anh chị. Một cái vườn sầu riêng rất là đẹp. Hiện tại thì vườn sầu riêng này đó thì chủ đang chăm sóc luôn, chứ không phải bỏ hoang, nên cây trái rất là tốt anh chị ha. Chủ nó còn khoảng tháng mấy nữa là bắt đầu là ủ ra bông anh chị ha. Hiện tại thì chưa có để có bông nha anh chị. Đây xung quanh hàng xóm mình nè, quay cho anh chị xem luôn. Rất là đông đúc chị thấy không. Đây bên tay phải mình có nhà biệt thự rất là lớn, thấy không. Nhà cửa khu này rất là đông nha anh chị. Đây cái trụ bên tay phải mình đây anh chị, để quay gần cho anh chị thấy rõ nha. Đây bên tay phải mình anh chị có trụ cao khoảng là 1m anh chị ha. Chỗ cái em chỉ nè, cái tay em bên tay phải nè. Đó, đây là ranh giới bên tay phải mình anh chị. Rồi để em quay lại mặt tiền 17m7 một lần nữa cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây mặt tiền rất là rộng anh chị ha. Mặt tiền này anh chị có thể cất được khoảng là 2 căn nhà, rất là rộng rãi anh chị ha. Đường rất là thoáng anh chị thấy không. Ở khu vực ở Cai Lậy này thì dân ở đây trồng sầu riêng là chủ đạo nhiều nhất anh chị ha. Rồi em xin mời anh chị em sẽ đi vô mảnh vườn để cho anh chị và cô chú mình tham quan vườn sầu riêng nha. Giá chủ ký gửi giá bán anh chị là 1 tỷ 450 triệu anh chị ha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị nha.
sầu riêng chị không? Xung quanh gốc thì chủ đã có gắn hệ thống bếp quay hết đây, có ba vòi luôn chị thấy không? Đã tưới rất là đủ nước rồi nha. Cái mô sầu riêng rất là cao chị ha, tại vì sầu riêng rất là khó trồng, nhất là nó sợ bị nước mặn nè, thứ hai là sợ bị ẩm nước đó chị, nó gốc nó dễ thúi hư đó chị ha. Đây mình được là 3 líp, 4 líp, 3 líp anh chị, 3 líp anh chị ha. Có một cái mương, cái mương này là khoảng là 1,2 chị. Đó, mương cũng nhỏ thôi, không có lớn anh chị ha. Trên đất mình anh chị thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì anh chị nha. Một miếng đất em thấy rất là ý. Thứ nhất là vị trí này là cực kỳ đẹp, nằm ở mặt tiền đường nhựa nè. Cái thứ hai á, đây thì đất mình rất là cao, chứ không có thấp anh chị ha. Và cái thứ ba đây là mình đi ra chợ, ra tiện ích đó, rất là gần, chỉ có khoảng 2 km đổ lại là tới rồi anh chị ha. Còn cái thứ ba thì đất mình đầu đuôi bằng nhau, không có teo hậu, vị trí này rất là đẹp rồi. Xung quanh cái vườn sầu riêng của mình thì đã có ranh giới hết rồi, đó rất yên tâm đó chị ha. Chủ đạo thì đây là sầu riêng nhiều nhất các chị ha, còn kế đó thì gia chủ trồng thêm một số cây chanh anh chị. Chanh là chanh không hộp anh chị, rất là lớn anh chị ha. Đây tới chanh đây. Rồi em sẽ cố gắng ra cái ranh cuối cùng luôn, em chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây sầu riêng anh chị rất là tốt anh chị. Bất động sản Đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất, anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở thì liên hệ số thoại hình nha. Em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Đất mình 51 mét thì cũng vừa phải chị ha. Cái này về cất cái nhà chị, một góc nào đó bên trái bên phải thôi. Còn để mình để dành sau này con cái mình về đây mình có nhu cầu ở đó, mình có đất rồi mình cho chị ha. Còn nếu không anh chị có đẹp kẹt tiền á, mình có thể mình cắt mình bán được anh chị ha. Tại cái đường nhựa này là cho là 300 mét vuông á chị, là ra sổ hồng được anh chị nha. Đây cái ranh anh chị ha, có bức tường là cao 3 mét nè. Còn bên tay trái mình thì chưa kéo con gào, chuẩn bị kéo con gào nha chị. Đây là mấy cái hàng gào nè chị thấy không, đủ để sẵn chuẩn bị kéo bên tay phải nha. Đây có mấy trụ bê tông và cái lưới nè chị thấy không, thước màn hình đây. Rồi để em quay không gian rộng cho chị xem nha. Phía sau đây thì sầu riêng nó hơi nhỏ hơn phía trước các chị. Đây, quay gần cho chị xem. Ranh mà tới đây nè chị ha. Để em chỉ cho chị xem. Đi một đoạn nó tới anh chị. Tại cái đường này hơi sình đó chị, em quay xuống cho chị xem nè. Hơi khó đi. Đó, nên em đi chậm, anh chị và cô chú mình cũng thông cảm nha. Đây. Đây là ranh giới cuối cùng của miếng sầu riêng mình anh chị ha. Đây bên tay trái màn hình anh chị. Đó, cuối bất cái tường cao khoảng 3 mét á. Bên 2 mét anh chị ha. Đây có cái trụ nè. Có kéo lưới bằng dây á, đỡ anh chị thấy không? Đó, chuẩn bị trụ kéo lưới lại anh chị ha. Đây. Đây ranh giới cuối cùng của miếng sầu riêng của mình nha anh chị ha. Quay rất kỹ từng chi tiết luôn để cho anh chị ở xa mình cũng nắm được thông tin chính xác ha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái vườn sầu riêng nằm ở huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 1 tỷ 450 triệu chị ha. Với ngang mặt tiền nhựa là 17,7 m, chiều sâu là 51 m nha. Lên tổng diện tích là 902 m² nha chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ nha, một nút đăng ký dòng hình để tương tác với em, để bên em có động lực quay những video mới tìm đất, quay nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn Huy Tư rất nhiều. Em cũng xin chúc anh chị và cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.